Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đài Gaming. Ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với anh em với video hướng dẫn anh em cách săn boss của MU Online Season 19.2. Thì sau khi update lên Season 19.2 thì hệ thống săn boss của chúng ta đã thay đổi khá là đáng kể. Và bây giờ anh em có thể dễ dàng để có thể kiếm và săn boss một cách rất đơn giản. Đầu tiên anh em nhấn cho mình là phím Ctrl cộng T. Và ở đây anh em có thể thấy trên màn hình sẽ hiện ra bảng event. Và bảng thông báo event này nó sẽ cho anh em biết được, thứ nhất là thời gian anh em có thể tham gia event cũng như là vật phẩm yêu cầu cùng với tốc độ của anh em. Và bỏ qua cái bước event map này, chúng ta sẽ chuyển đến tab là boss battle. Và ở đây nó sẽ hiển thị thông tin toàn bộ boss của server cho anh em. Ví dụ ở đây sẽ có con boss là Khun, anh em có thể thấy yêu cầu level để tham gia là level 400 trở lên này, và character sẽ là không có tối đa này, không có giới hạn nhân vật đang tham gia này, và đang ở server 1 đã sống sót và mình có thể đi vào. Nhưng mà yêu cầu của đi đến Kunlun là chúng ta sẽ cần phải một cái load map cộng 7 đấy, để vào cổng Kunlun đấy anh em về đó. Khi mà mình nhấp vào thì nó sẽ bảo cho mình là mình sẽ không có cái vé côn đun cộng 7 đây, mình không thể đi được đấy. Nhưng mà để thấy mình không có vé côn đun cộng 7 ở trên màn hình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến với video chính, thì là hướng dẫn săn bạc bọt con bọt là Medusa này. Thì bọt Medusa thì ở season 19.2 nó sẽ đã yêu cầu level là 400 và không giới hạn nhân vật tham gia. Và hiện tại ở đây nó cũng đã thông báo là server 1 của mình đã sống sót này, đã hồi sinh này, hiện đang sống sót này và mình có thể tham gia. Và yêu cầu vật phẩm để có thể tham gia boss Medusa là không cần yêu cầu nhé. Và thông báo đây vật phẩm nhận được có thể là rút này, ngọc này, vũ khí sâu lân này, earring này, bow ability card này, boss ammo này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào movie and ok. Và anh em có thể thấy nhân vật của chúng ta sẽ tự động di chuyển đến với cái cổng mà xuất hiện bot Medusa này luôn, chứ không như hồi xưa nữa thì chúng ta sẽ phải đi tìm muốn bot Medusa này ở cổng nào rất là mất thời gian đúng không anh nhé. Thì bây giờ nó sẽ giúp anh em auto moving đấy, tự động di chuyển đến vị trí cổng mà có con bot Medusa đang sống đó, anh em thấy không, con Medusa này nha. Và ở đây thì chúng ta sẽ tự động đánh luôn cho nha. Đó, sau khi đi dần đến thì nó sẽ tự động đánh nhé. Đó. Đây, mình sẽ đi ở đây. Thấy con bóc mưu sao chúng ta đây. Đấy. Đó, sau khi diệt bóc mưu sao thì chúng ta sẽ nhận được vật phẩm Ember này. Chưa. Cái 380 này, ngọc này, PCA này, rút này, rút này, ability này, rút này, trời ơi, hero sụt rồi. Ê, nhặt 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 bị lạc không anh em. Đó, anh em có thể thấy chúng ta có thể nhặt được là hero sụt này, nhặt được vũ khí sâu lân này, còn ngon hơn vũ khí mình đang xài anh em ạ. À, nhặt được ba viên rút này, đó, và nhặt được một cái ability card và thậm chí là nhặt được TCA hay còn gọi là talisman chống hư chống mất đôi mà chúng ta nâng cấp thất bại, và 15 viên sụt. Ngoài ra thì chúng ta sẽ nhặt được thêm một cái ember một, đó là những gì mà boss của Medusa season 19.2 ở server view này mang lại. Và mình hy vọng là cái video này sẽ giúp ích cho anh em trong việc săn boss Medusa ở trong season 19.2. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye.